Hello, xin chào các bác chị em ha. Anh em vừa hoàn thiện xong bộ phát điện Kubota V2203 quá anh em. Đấy. Con này là cực kỳ ha. Tình trạng máy thì nguyên zin nguyên bản quá anh chị em. Thì cũng như thường lệ máy nào em cũng có bắn vào bóng hết ha. Em bắn vào bóng tất cả máy luôn. Máy chị em nhìn thấy rất là đẹp ha. Cú phát này 25k quá anh chị em. Rất là êm ha. Đấy. Bên mình thì mình làm rất là kỹ lưỡng thôi anh em, rất là kỹ lưỡng, đâu đó nó chắc chắn thôi anh em ha, cho nên bán cho quán chị em xài lâu xài bền nha. Đấy. Thì bộ phát điện này thì em bán bảo hành 1 năm quá anh em ha, 1 năm 12 tháng, mọi trục trặc gì vấn đề gì đó là bên em hoàn toàn chỉnh sửa cho quán chị em hết ha. Đấy. Thì hiện tại thì em chỉ đang cho ra là từ số 51 hạt ha, để em sạc cho cái cục sạc T40 3 pha. Thì khi vào pin thì nó còn 50Hz ha. Nếu mà sạc cục sạc T30 này, sạc cho pin T40 thì nó 50Hz, nó vẫn còn đúng 50Hz ha, không bị tụt hạt nha. Em test máy cho bác cho em tham khảo nha. Rất là chuẩn các bác em ha. Đấy. Quán chị em thấy rất là ok quá em ha. Đấy, mọi cái phát điện bên em đưa ra đều là rất là chất lượng nha. Rất là chất lượng và những cái điện đài rồi rất là ổn định, cho nên là quán chị em sử dụng rất là ok. Đấy. Thôi, em cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Thì bộ này thì em đã chốt giao cho đứa em ở bên là bên Vĩnh Gia rồi. Thì em chuẩn bị lên xe giao luôn. Quá chị em có nhu cầu mua thì ủng hộ giùm em ha. Thì em bên này cũng đang ra nhiều bộ giống gì nữa, chất lượng như nhau quá chị em ha. Còn vấn đề giá tiền thì tùy theo quá chị em muốn giá thấp giá rẻ thôi. Đấy. Muốn giá thấp thì chất lượng kém chút xíu, còn muốn nó chất lượng thì giá sẽ cao. Thì năm nay em sẽ làm rất là ra nhiều những bộ phát điện mà giá nó tập trung đây để phục vụ cho quán chị em ha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại quán chị em video tiếp theo nha.